với kênh của em Ngọc Vlog. Hôm nay em Ngọc gom đồ bán phế liệu các bạn ơi, có tiền mua gạo ăn rồi. Bữa nay gom đồ phế liệu mình bán cho chị Nga nè, chị đi thu mua phế liệu các bạn đó. Được có vài ngàn rồi các bạn ơi, không đủ tiền rồi mua gạo ăn rồi biết sao đây nè. Sắt 12 kg lô 3 hả? Mũ giòn thì có 1.000 kg hả các bạn? Được 5 kg. Rồi mũ dẻo hồi nãy được 5.000 hả? Được 3 gì là được 13 hả? 13 kg hả? 12 kg lô 3 sắt các bạn. Gỡ được mớ sắt. Chị Nga chỉ mua cái liệu nữa. Giờ từ từ mình tính cho em, cũng không biết được tính thôi, ra chị tính. Sắt có con. Sắt có 4 kg à các bạn. 55.000. Thì sắt 55.000 hả? 65.000 vậy là được bao nhiêu ký gạo ta? Gạo. À vậy hả? Vậy là mình được 5 ký gạo hả? À 5 ký gạo các bạn ơi. Ngọc bữa nay bán đồ phế liệu cho các bạn. Năm chị ơi, ở đâu đi mua phế liệu cho chị? Cái ngàn hả? Chị mua lâu chưa? Thì các bạn thấy không? Ai mua đồ cũ đổi đồ mới hơn nè các bạn. Đồ mới nè, đây nè, đồ mới nè các bạn. Thao nhôm sọc rác cái gì đầy đủ tùm lum hết các bạn. Quá trời luôn. Giờ đi mua phế liệu sướng nha. Có đi máy rồi nè, ngon quá trời quá đất rồi con. Ngon sao không ngon? Phế liệu giàu cũng đó, cái gì chứ giàu cũng đó. Cầm lên chị em chụp hình cái coi. Không. Ô, gió dừa kìa các bạn ơi, quá tệ gió dừa luôn rồi. Chị Nga đi mua phế liệu đó các bạn. Em Ngọc xin cái bao lại các bạn để đựng phế liệu để mốt tiền mua gạo tiếp lần sau nha các bạn. Oh my god. Em coi rồi. Để mình coi, mình coi mình mua tiếp chỉ gì nha các bạn. Và cái thao gọn gọn các bạn ơi, đi đựng gạo rồi. Bây giờ có chiếc xà lan nữa các bạn. Đó, xà lan này đựng chấu các bạn ơi. Quá trời chấu này mà chở nguyên chiếc xà lan này chắc tiền khủng luôn á. Thao khủng lồ luôn. Đó, bà chủ phế liệu này già và lắm nè các bạn. Đừng có nghĩ là phế liệu mà nghèo đâu nha. Phế liệu giàu. Mình mua thao màu vàng ha các bạn, cho nó có vàng vàng. Cái đó nhiêu chị? Ôi đùa rồi, có 65.000, cái đó 30.000 nữa hả? Tiền ra mua gạo ăn nữa. Rồi em lấy cặp đó đi. Bạn ơi, mình được 65.000, mình đổi lại cặp thao nè. Chị nãy có màu vàng không? Cái cỡ đó có màu vàng không? Hả? Bự hơn hả? Cái đó là...
Anh tính lấy màu vàng đó, có vàng vàng. À, bự gì hả? Ôi, cái đó bự quá à. Thôi đây vậy là em lấy cặp đó đi. Em tính có màu vàng đó, mình dạ dạ theo đó có vàng các bạn. Cái nhỏ hơn hả? Đâu nhỏ hơn nhiêu đây? Gì hả? Này. Này 20. Không có bông hoa gì hết trơn ha. Trơn lùi. Mà bông thì mua mốt nó nổi lên như vậy à. Không đẹp hả? Mình mua đặng mình đựng ba cái đồ lạnh các bạn, còn cái đồ nóng thì mình mua inox nha. Thôi bây giờ mình quyết định mình lấy thao này đi các bạn ơi. Thao đi. Rồi. Hả? Gỗ gì? Gỗ bự đó hả? À, gì cho em cái đi, cái dưới ở trên rồi vậy hả? Rồi cái sọt nhỏ nhỏ như vậy ừ. Thôi cho em cái gỗ đi, gỗ bự hơn đựng nhiều hơn. À. Ô cái gỗ thôi cái nào cũng vậy gì ừ. Đó màu đỏ các bạn, mình mua hết rồi, hết luôn rồi, hết luôn rồi các bạn ơi, hết tiền luôn rồi các bạn ơi, vậy là gì, hết luôn rồi đó hả? Đùa trời, còn tiền đâu mua gạo ăn ha ha. Thôi mình cũng nói chơi các bạn ơi, thì trước là đổi phế liệu, sau đó mình cũng có đồ mình xài và tiếp chị Nga bán phế liệu luôn nha. 15.000 thôi, em mua cái bự bự này đi. Rồi lần sau em mót có phế liệu rồi em kêu chị em tiếp chị nữa. À, chúc chị mua mai bán đắt nha. Rồi video của em Ngọc đến đây hết các bạn ơi. Các bạn nào thích kênh của em Ngọc Vlog thì các bạn hãy đăng ký kênh và ủng hộ em nha. Bye bye các bạn nha. Em Ngọc Vlog. Rồi bye bye các bạn.